Hôm nay ngày 18 tháng 2 năm Kỷ Hợi toàn thể đệ tử chúng con đạo tràng niệm Phật vãng sanh Tây phương Cực Lạc, đạo tràng niệm Phật tại thành phố Vũng Tàu. Sức chúc ái tài chuộc mạng các loại thủy tộc mang về phóng sanh, ngưỡng nguyện mười phương tam bảo xót thương gia hộ cho tất cả các loài thế tộc, tất cả các loài hữu tình khi kết kiếp này bỏ tham sân si, tu các hành lành cùng niệm Phật A Di Đà để cùng vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Nguyện đem công đức hồi hướng kỳ siêu qua vãng chư hương linh cửu quyền thất tô, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp ra quá vạn thúc quá đệ huynh cô nhi tỳ muội đệ gia bà lô kiên đế phương bát ra gia bồ đề tăng đoạ bà gia ma tăng đoạ bà gia ma ca lu ni ca giang tác bàn ga phạt về số đắng na đăng tọa nam mô tân kiên lần đòi Phật ra ya bồ đề tam bồ đề tam đề ma ba ra ta mê ta ba a ta đà chú bằng a thì ta a ba lô he lô ca đế ca ra đế di he đi ma ha bồ đề tát ta tát ba ra ma hê ma hê đi đà dựng cô lô kiết mong đồ lô phạt xà gia đế ma ha phạt xà gia đế đà 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 đi ni tâm phật ra gia gia ra gia ra ma ma phật ma ra mùng đê lại hê hê tất na tăng na ra sâm phật ra sa lời phật sa phật sâm phật ra sa gia mô lô lô ma ra hô lô lô hê đi ta ra tân đi tân tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đà dạ bồ đà dạ di đế đi dạ na ra cần trì địa trì ba dạ ma na ta ba ha tân đà dạ ta ba ha ma ha tân đà dạ ta ba ha tất đà dương nghệ đức bàn ra dạ ta ba ha cần trì ta ba ha ma ra na ra ta ba ha tất na tăng na mùng thế gia ta ba ha ta ba ma ha tất đa gia ta ba ha gia kiết ra tất đa gia ta ba ha ba đa ma hiến tất ta ba ha na ra phân tư bằng đà ra gia ta ba ha ma ba lời thắng hết ra gia ta ba ha đa 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 dạ dạ nam mô a di đà ba lô kiên đế thức bằng ra dạ ta ba ha tăng kiên đô mạng đa ra bạc đà dạ ta ba ha tăng kiên đô mạng đa ra bạc đà dạ ta ba ha tăng kiên đô mạng đa ra bạc sa dạ ta ba ha tam bảo nam mô tam phương thượng tổ tam bảo nam mô liên trì hài hội phật bồ tát a nam mô liên trì hài hội phật bồ tát a nam mô liên trì hội phật bồ tát ma ha tăng dung hình đây có bấy nhiêu lắng tai nghe lấy những điều dạy rằng người kiên trước ác tâm phổ lâm ma
nên kiếp này chìm đắm sân mê. Bấy lâu chẳng biết đường về, gây bao tội lỗi mỗi bề mình mang. Sống đỏ đầy chết cam đau khổ, hở lông da sừng có đỡ được đâu. Dù là bay trước lặng sau, lưỡi dây tên bắn lưỡi câu tha mồi. Ta càng bắt cùng với hung đập, lúc đó dù kêu khóc ai thương. Nằm trên chốc đất là thường, hồn còn phản phân nấu rang sông rồi. Là chúng sanh loài thường tầm hạ tu, tuy các tăng người cùng tánh linh. Người thường gặp nạn sát sanh, có mà giữ trọn an toàn tâm thân. Này người cầm chân mây xa, các bằng thiện nhân cứu cho người được thoát thân. Đến đây lại được nhờ ân pháp màu, vậy người hãy hồi đầu quy phật. Không dám lòng quy pháp quy tăng quy y rồi chúng sạch trong ma trí con tỏ sáng chứa từng khắp nơi. Phá tâm tu về sao được hưởng cảnh tây phương sung sướng đời đời. Ngồi tỏ xem bao thành thôi, không còn luân chuyện yên vui tháng ngày. Xin đại chúng ra tay cứu khổ, tâm trí thành cầu và chứng minh. Cầu cho tất cả chúng sanh con bọn thanh bạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hữu tình nương tựa Phật, Phật là thầy chỉ đạo. Phật kính thức vẹn toàn tự trang nghiêm trí và bi viên mạng. Hộ tình nương tựa Pháp, Pháp là con đường sang. Mê đưa chúng con trở về sống cuộc đời. Hộ tình nương tựa Tăng, Tăng là đoàn thể đẹp. Cùng đi trên đường vui, tu hợp hợp giải thoát. Đời hữu tình nương tựa Phật, Phật là thầy chỉ đạo. Phật tình thương bền toàn, tương tố từ trang nghiêm. Trí và bi viên mạng, hữu tình nương tựa Phật. Phật là con đường sáng, dẫn người thoát khỏi mê. Đưa chúng con trở về nga. Hộ tình nương tựa Tăng, Tăng là đoàn thể đẹp. Mà cùng đi trên đường vui, tu tâm hành dạy toan, làm an lạc cuộc đời. Hộ tình nương tựa Phật, Phật là thầy chỉ đạo. Bác tỉnh bác quen toàn, tướng có tự trang nghiêm. Trí và bi viên mạng, hộ tình nương tựa Pháp, Pháp là con đường sang. Dẫn người thoát cõi mê, đưa chúng con trở về sống cuộc đời tinh tưng. Hộ tình nương tựa Tăng, Tăng là đoàn thể đẹp. Cùng đi trên đường vui, tu tập hành giải thoát. Làm an lạc cuộc đời. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Ma ha tất này hỡi các loài tùy tộc.
các ngươi đã tạo các vọng nghiệp từ đời vô thủy kiếp đến nay, do thân miệng ý phát sanh ra che mờ chân tâm bản tánh, nên phải sanh tử luân hồi ra vào sông mê biển nghiệp. Đến nay các ngươi đã mang thân mạng làm súc sanh, thân mạng sống chết mong manh gợi trên giao thức. Hôm nay các ngươi quy y với Phật Pháp và Tăng rồi, thì các ngươi hãy nhất tâm trì niệm hành danh Phật. Nhờ công đức và phước đức đó mà đời sau khỏi đó làm thân súc sanh nữa, lìa chỗ ngu si tìm bề an lạc, sớm ngày giải thoát về cõi an vui. Trời đăng tự do cảnh bạc ngà, ngà lưới văng bày băng phải tiêu tan, Như Lai vô hộ không phù hằng, hộ pháp gia trì mài mạnh an, chim bay về núi thầm mà dưới sông ngàn mang lại hết nghiệp gian cầm khổ, hạnh phúc và bình khắp thế gian. Nam mô Tăng Thứ Thọ Bồ Tát, Nam mô Tăng Thứ Thọ Bồ Tát, Nam mô Tăng Thứ Thọ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Phục nguyện thượng chúc Phật Nhược Tăng Huy, pháp luân thường chuyển phong điều hữu thuận, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc. Nam mô thập phương thường trú Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Tầm Thanh Cứu Khổ Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Thị Từ Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con đạo tràng niệm Phật Quảng Sanh Tây Phương Cực Lạc, cũng đạo tràng niệm Phật Hồ Niệm tại thành phố Viên, thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, cùng tiếp lời phóng sanh. Ở nơi hương Đức Phật học hạnh từ bi nguồn nguyện, mười phương Tam Bảo xót thương gia hộ cho tất cả các loài hữu tình. Khi hết kiếp này bò gặp được Phật Pháp, bỏ tham sân si, tu các hạnh lành, sống trong hạnh phúc, cầu cho tất cả các loài hữu tình cùng hiện tiền chư Phật từ. Nghiệp chướng, bệnh chướng, ma chướng, hoàng gia trái chủ trong nhiều đời, nhiều kiếp thấy điều tiêu diệt. Nghiệp dữ xua đi, nghiệp lành mang đến, bốn mùa khỏe mạnh, thân tâm an lạc, sở nguyện tùy tâm các tường như ý. Nam mô Tiêu Tai Giang Kiết Tường Bồ Tát, Nam mô Tiêu Tai Giang Kiết Tường Bồ Tát. Sớm ngày từ bỏ đường mê mà sanh về cảnh giới an lạc. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát, Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát, Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát. Phổ nguyện chúng con hiện tại phước thọ trường miên, pháp giới âm duyên đều thành Phật đạo. Đêm an lành à, đêm ngày sau thời đều an lành à, tất cả các thời đều an lành à. Nguyện xin chư Phật thượng gia hộ à, nguyện ngày an lành. Đêm an lành à, đêm ngày sau thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành à. Xin nguyện Tam Bảo thượng gia hộ.
lành đêm an lành, à đêm ngày sau thời đều an lành, à tăng ca các thời đều an lành, à nguyện xin hộ pháp đường ủng hộ. Nam mô Tiêu Tai Giang Kiều Thượng Bồ Tát, à Nam mô Tiêu Tai Giang tăng thân thân các bằng phước tăng á sinh đem hồi hướng xa gần khắp nơi á nguyện cho tất cả trời người á và phật sáng ngời trên tâm nguyện cho tất cả trầm hương á sáng trong trí tuệ tịnh thanh tới lòng. Nguyện cho tội nghiệp tiêu mòn hạ nói theo Bồ Tát làm trọn tấm gương à, nguyện đem công đức tạo thành hạ hướng về tất cả chúng sanh mọi loài giải ban hạnh phúc muôn nơi giúp người giác ngộ an vui đạo màu. Nam mô công đức lâm Bồ Tát, Nam mô công đức lâm Bồ Tát, Nam mô công đức lâm Bồ Tát. Ba tát hoa màu Bồ Đề viên trang nghiêm ma thị theo trụ sư thượng. Ba hoa màu Bồ Đề viên trang nghiêm thị theo chỗ ở thượng an là cả. Nam mô trường thọ vương Bồ Tát, Nam mô trường thọ vương Bồ Tát, Nam mô trường thọ vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Sau khi làm lễ phóng sanh các loài hải sản, được đưa lên ghe để chở ra vùng biển xa phóng sanh. Sau khi phóng sanh xong, Thầy Thiện Quý đã chuyển tặng kết pháp duyên với quý đạo tràng hữu niệm bản xin thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Gây ra từ vô thủy kiếm, trả hóa luân hồi lắm phần đời. Hành trình đoàn chúng tôi trở về chùa Quan Âm Cát. Chùa Quan Âm Cát là một trong những ngôi chùa Phật nằm ở Vũng Tàu, tọa lạc hẻm 542 đường Trần Phú, phường 5. Với vị trí tuyệt đẹp khi nằm trên lưng chừng giữa núi đồi, xung quanh thì được bao phủ bởi cây cối xanh rì, không khí mát lành, yên tĩnh. Và hơn hết, nơi đây có một vị hòa thượng là bậc trưởng lão thành tựu pháp môn niệm Phật, chuyên trì danh Phật, mà chúng con đã có phước duyên được đảnh lễ Ngài. Ngài đã theo luật vô thường trở gót về Tây vào lúc 20 giờ ngày 8 tháng 1 năm 2019, nhằm ngày 3 tháng 12 năm Mậu Tuất. 81 năm thị hiện cõi trần, 50 năm hiện tướng Sa Môn, tùy duyên quá độ. Đúng 20 giờ, tại nơi chánh điện chùa Quan Âm Cát, được sự hướng dẫn của chư tôn Tịnh Đức Tăng, đạo tràng niệm Phật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đã cử hành khóa lễ khánh vía Bồ Tát Quán Thế Âm, tụng kinh lạy Phật, kinh hành đêm qua đăng cúng dường.
Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam Mô Tâm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát Mật Thủy Gia Hộ. Xin nguyện khói trầm thơm kết thành mây năm sắc bay đến khắp mười phương cúng dường vô lượng Phật tôn pháp các Bồ Tát cùng hết thảy hiền thánh tăng nơi pháp giới dùng thông kết đài sen rực rỡ nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường tỉnh thức. Hôm nay ngày 18 tháng 2 năm Kỷ Hợi, đệ tử chúng con xuất gia tại gia đạo tràng niệm Phật vạn sanh Tây Phương Cực Lạc cùng nam nữ Phật tử đạo tràng tại Sài Gòn và thị xã Long Khánh nương về Tam Bảo thiết lễ hoa đăng công đức cúng dường nhân lễ Bồ Tát hồi hướng công đức này cho toàn thể nam nữ Phật tử. Tội diệt phước sanh căn lành tăng trưởng, xuân nhiều niềm vui hạ đến bình an, thu khỏi tam tai đông nghinh trăm phúc. Sở nguyện đều được tùy tâm sở cầu đều như ý nguyện. Quan Âm Bồ Tát Thánh Linh Thiên nhiều kiếp tu nhân đạo hòa viên ma muôn sư tinh cầu mê qua ngày một tuyệt tình
Tâm Bồ Tát. Danh hiệu tôi Tự Tại Quan Âm. 12 lời nguyện cao thâm, nghe tiếng cứu khổ Quan Âm thề nguyện. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thứ hai không nại gian khổ, quyết một lòng cứu độ chúng sanh luôn luôn thì hiện biển đông. Với người chìm đông thì giông gió nhiều. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thứ ba Ta Bà ứng hiện, chốn ô minh nhiều chuyện khổ đau, oan oan tương báo hại nhau. Nghe tiếng than thở mau mau cứu liền. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thứ tư hay trừ yêu quái, bao nhiêu loài ma quỷ gớm ghê, độ cho chúng hết ô mê, giúp trừ nguy hiểm không hề nhiều như. Lòng từ bi thương xót chúng sanh, hỷ xả tất cả lỗi lầm. Thượng hạng bình đẳng chúng sanh mọi loài. Trên con thuyền bát nhã
lên đến bốn bề biển khổ trong chân. Quan Âm độ hết đưa lên bàn
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. 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 Khu vườn Già Lam trở thành đạo tràng trang nghiêm của những hành giả nhập Bồ Tát địa. Lòng mỗi hành giả thanh thản nhẹ nhàng thuần khiết với niềm hỷ lạc vô biên trong đêm lễ vía thiêng liêng không gian nhiệm màu. Đại đức Thích Thuận Đức cũng đã có thời pháp ngắn tới Phật tử đạo tràng nói về công hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Đức xin nói sơ lược về cái hình tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm mà có thể là quý vị, có thể là có nhiều vị sẽ chưa có hình dung ra nó như thế nào. Còn quý vị mà đã có nghiên cứu, có tu tập, có học Phật Pháp thì chắc có lẽ đã rõ rồi. Nhưng mà quý vị cũng hoan hỷ ngồi để lắng nghe. Thượng Đức sẽ dành 10 phút để chúng ta nói về vấn đề này. Chính là hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm mà chúng ta hiện đang thấy ở tất cả các chùa mà chúng ta thấy Phật giáo Bắc truyền mình á, cái hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm là người nam hay nữ? Là hình tượng người nữ, đúng không? Bởi tại sao không làm hình tượng người nam? Quan Bồ Tát là nam hay nữ? Thì theo như trong kinh á, là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát khi xưa đã thành Phật rồi và hiểu là chánh pháp minh Như Lai. Thì khi mà một vị đã thành Phật rồi thì không có tướng nữ nữa, cho nên là chỉ có cái tướng nam thôi. Nhưng mà vì đại nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm mà Ngài hiện cái thân nữ để cứu độ chúng sanh ha, là nên hiện thân nữ. Và quan trọng là cái hình ảnh người nữ á là rất là gần gũi và rất là thân thiện với chúng ta. Điển hình là mẹ của mình. Cho nên ở trong gia đình từ nhỏ đến lớn, quý vị đã từng sống với ba mẹ và thấy và cảm nhận được cái sự dạy dỗ của cha mẹ mình. Cha thì lúc nào cũng khó khăn và nghiêm khắc, đúng không? Là nghiêm phụ, phải không? Người khó khăn, cha mình là nghiêm khắc nên gọi là nghiêm phụ. Còn cái người mẹ thì lúc nào cũng thương con, người mẹ lúc nào cũng chiều con, thì mới gọi là gì? Mẹ hiền. Thì mình gọi là từ mẫu, từ là từ bi á, người mẹ từ bi. Thì Quan Thế Âm Bồ Tát hiện cái hình tướng của người nữ cũng trong cái ý nghĩa này không có khác, chính là thể hiện cái lòng từ bi mà Quan Thế Âm Bồ Tát muốn mang đến cái niềm vui, cái niềm an lạc cho tất cả chúng sanh và mong cho chúng sanh vượt ra ngoài cái sự khổ đau, không còn khổ đau trên cuộc đời này nữa. Và cái niềm vui của chúng ta cũng là cái niềm vui của Bồ Tát Quan Âm khi lắng nghe cái nỗi khổ chúng sanh. Bởi chúng ta niệm tầm thinh cứu khổ Quan Thế Âm Bồ Tát. Tầm thinh có nghĩa là gì? Tầm là tìm, thinh là âm thanh. Đó. Tầm thanh là tìm, nghe cái âm thanh cứu khổ. Quán á, cái chữ quán này á rất là hay. Quý vị á, thường thường quý vị niệm Quan Thế Âm á, cái chữ quan á cũng đúng, mà chữ quán thì cũng đúng, nhưng mà nó có một cái phần nhỏ trong đây mà quý vị phải nắm rõ chỗ này, quý vị phải hiểu cặn kẽ. Là cái chữ quan á, khi mà mình nói về cái sự quan sát thì mình chỉ bằng con mắt thôi, đúng không? Khi mình nói quan sát thì chỉ nhìn bằng con mắt,
Nhưng mà cái chữ quán á, là vừa có nhìn bằng mắt mà vừa có nghe bằng tai nữa. Cho nên đúng hơn là chúng ta dùng cái từ quán thì là hay hơn. À, cái chữ quán này là vừa thấy mà vừa nghe luôn, nó mới đúng với cái hạnh nguyện, đúng với cái tấm lòng từ mẫn của Bồ Tát Quan Âm đối với tất cả chúng sanh trên cõi đời này. Thì đó là cái ý nghĩa về cái tên gọi của Bồ Tát Quan Âm. Cái thứ hai là cái hình ảnh mà Bồ Tát Quan Âm cầm cái bình thanh tịnh và cành dương liễu, thì đây cũng là cái hình ảnh rất là ý nghĩa mà quý vị cần phải hiểu rõ. Bởi vì chúng ta đọc ở trong cái nguyện của Bồ Tát Quan Âm á, có cái câu là thanh tịnh bình thùy dương liễu, phải không? Thanh tịnh bình thùy dương liễu, Quán Âm Như Lai cam lồ sái tâm nguyện ha. Thì cái thanh tịnh bình này nè, cái bình thanh tịnh này có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta phải chuyên tu giới đức và huân tập rèn luyện đạo đức của một người Phật tử tối thiểu chính là năm giới. À, quý vị có thực tập không? Có rèn luyện giữ gìn không? À, khi quý vị rèn luyện giữ gìn thanh tịnh giới đức, có nghĩa là khi cái bình này thanh tịnh rồi thì mới đựng được gì? Đựng được cam lồ. Mà biết cam lồ là gì không? Có ai thấy cam lồ chưa? Hả? Nghe toàn là nghe nói nước cam lồ, mà có ai thấy nước cam lồ chưa? Cam lồ là gì? Nước ở đâu? Nước ở trong cái bình này hả? Cam lồ nước trong bình này phải không? Trời ơi, đó là cái hình ảnh tượng trưng thôi. Và quý vị phải hiểu được, quý vị tìm cái nước cam lồ này ở đâu? Quý vị phải tìm cái nước cam lồ này ở đâu? Thứ nhất là cái bình thanh tịnh, tức là chúng ta giữ cho thân tâm thanh tịnh và an lạc, thì lúc này cam lồ là gì? Là cái vị ngọt của sự giải thoát. Cam là ngọt, phải không? Mình nghe nói ở ngoài tiệm thuốc Bắc nó bán gọi là cam thảo đó. Thì thảo là cỏ, cam là ngọt. Thì cái cam thảo đó nó ngọt ngọt, có phải không? Có phải không? À, thì cái cam lồ này nè, lồ là nước. Mà mình hiểu đó là cái giọt xương, giống như cái giọt xương vậy, nó động lại. Thì là cái giọt này nó rất là ngọt, rất là mát mẻ. Thì gọi là cam lồ. Nhưng mà cam lồ đâu có? Mưa xuống hướng lên nó là cam lồ hả? Phải không? Đâu có phải. Mà quý vị phải tự tìm cái cam lồ trong chính bản thân mình. Có nghĩa là khi chúng ta giữ gìn giới đức, giữ gìn thân khẩu ý thanh tịnh, thì lúc này cái bình thanh tịnh thì tự nhiên cam lồ nó sinh ra. Cam lồ đây tức là vị ngọt của sự an lạc đó. Tức là chúng ta thấy nhẹ nhàng nè, thấy an lạc nè, thấy thư thả, có chánh niệm, thì đó chính là đang nếm gì? Đang nếm cam lồ chứ không có gì hết á. Đâu có gì quá đặc biệt đâu mà cứ tìm. Thượng Đức thấy quý Phật tử có nhiều người cứ đi tới tượng âm cái xè tay ra hứng mà tôi không thấy cái gì nhiễu xuống hết á. Phải mà có cam lồ nhiễu xuống thì tôi cũng lấy cái xô ra tôi hứng thử, mà tôi không thấy cái gì nhiễu xuống hết, mà cứ lại hứng rồi cứ vuốt lên như vậy thì ở đâu? Quý vị phải nhìn thấy cặn kẽ cái sự việc này, là khi chúng ta có huân tập, có tu tập, có thực tập, có chuyển hóa, thì lúc này cái chất liệu trong cơ thể mình á, chất liệu tu tập của mình nó mới rèn luyện, nó sản sinh ra được. Cái đó là cam lồ, tức là cái vị ngọt của sự giải thoát. Bởi Đức Phật nói biển thì chỉ có một vị mặn thôi, còn Pháp Phật thì chỉ có một vị, đó là vị giải thoát mà thôi. Bởi vì thời gian thì không có nhiều, cho nên quý vị cứ lắng nghe một chút ít và ghi nhớ, để sau này chúng ta còn có những điều khác chúng ta cần phải học, để khi đụng một cái là quý vị nhớ liền. Chứ không phải Thượng Đức nhiều khi cũng không có thời gian đâu mà chúng ta ngồi đây nói. Cho nên bây giờ quý vị phải trân trọng cái giây phút hiện tại, trân trọng cái giờ phút quý vị ở đây. Thượng Đức rất là tán thán cái công đức của quý vị khi đến
trở về nơi chùa Quan Âm Cát, mặc dù ở chùa của Đại Đức trụ trì thì cái phương tiện vật chất cũng chưa có đầy đủ, còn hơi chật hẹp, mà quý vị cũng cố gắng để trở về đây thì thực sự là cái công đức phước báo rất lớn. Xin đem công đức này hồi hướng cho gia đình quý vị được nhiều an lạc và hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà Phật. Sáng ngày Chủ nhật 24 tháng
3 năm 2019, nhằm ngày 19 tháng 2 âm lịch, Đạo Tràng Niệm Phật Giảng Sanh Tây Phương Cực Lạc có thời khóa tụng kinh và buổi lễ quy y Tam Bảo cho quý đạo hữu chưa có pháp danh. Sau đó là thời khóa cộng tu niệm Phật kinh hành. Buổi chiều, Đạo Tràng Niệm Phật Giảng Sanh Tây Phương Cực Lạc tác bạch cúng dường Tam Bảo chùa Quan Âm Cát. Đây là sự kiện kỳ 66. Kính bạch chư vị thiện tri thức, quý vị liên hữu xa gần được rõ, mong sự tin tưởng hùng phước tùy tâm cho Phật sự viên thành, đem lợi lạc đến cho vật phóng sanh, người tham gia phóng sanh xa gần, cùng gia đình hiện tiền, cha mẹ nhiều đời quá giảng, và pháp giới chúng sanh tăng trưởng bồ đề tâm, tiêu trừ nghiệp chướng, thân tâm an lạc, nhất hướng chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đồng nguyện giảng sanh, đồng sanh cực lạc. Nam Mô Đại Từ Đại Bi, xin cảm ứng Quan Tham Bồ Tát Ma Tát Mật Tuệ Gia Hộ. Nam Mô Tây Thiên Tướng Thất Truyền Đông Độ Nhị Tam Việt Nam Phật Giáo Chư Vị Lịch Đại Tổ Sư Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Năng Cố Viện Chủ Chùa Quan Cát Tác Đại Chứng Minh, Cường Bạch Trên Đại Đức Chủ Trì Chùa Quan Cát Chứng Minh. Hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm Kỷ Hợi. Đệ tử của chúng con Đạo Tràng Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc có duyên lành thù thắng được trở về nơi tổ đình chùa Quan Cát thiết lễ hoa đăng cúng dường nhân ngài khánh đản vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Từ ngày hôm qua đến nay, chúng con nhận thấy các ông vị Phật sự của Đạo Tràng chùa Quan Cát tuy bộn bề nhưng quý thầy quý cô ở tại tổ đình chùa Quan Cát đã hết lòng lo lắng và phụng sự cho Đạo Tràng Niệm Phật. Qua đó chúng con thấy được tấm chân tình của thầy trụ trì cũng như đại chúng ở chùa Quan Cát. Và giờ này đối trước Tam Bảo, chúng con có chút ít lòng thành dâng lên mười phương Tam Bảo chứng minh dưới với đại đức trụ trì Thụy Từ Lân Mẫn chứng giám đàm thọ cho sự thành tâm cúng dường này của Đạo Tràng chúng con. Chúng con xin kính giới thiệu Phật tử sẽ đại diện cho Đạo Tràng dâng lên lời tác bạch cúng dường, cũng mong chư tôn đức Thụy Từ Lân Mẫn chứng minh. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam Mô Đại Từ Bi Cứu Khổ Nạn Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch trên chư Đại Đức Chứng Minh, hôm nay ngày 24 tháng 3 năm 2019, nhằm ngày 19 tháng 2 năm Kỷ Hợi, trong kỳ Phật sự thứ 66, toàn thể Phật tử của Đạo Tràng Niệm Phật Giảng Sanh Tây Phương Cực Lạc chúng con về đây có duyên sự đầu thành tăng đảnh lễ dâng lên lời tác bạch. Chứng minh hôm nay có đầy đủ duyên lành chúng con được về nơi chùa Quán Âm Cát này để thực hiện các sự Phật sự phóng sanh ẩn tống kính mừng thánh đản Bồ Tát Quán Thế Âm. Đây là những thù thắng cho Phật tử chúng con gieo duyên lành vào ruộng phước điền Tam Bảo, cũng là dịp thuận duyên để hàng Phật tử chúng con được học hỏi giáo lý Phật Đà và thể hiện tinh thần hộ trì chánh pháp.
chúng con thành kính tri ân chư tôn tịnh đức đã trợ duyên cho chúng con hoàn thành nhiều Phật sự ý nghĩa ngày hôm nay. Giờ đây trước đạo tràng thanh tịnh Tam Bảo trang nghiêm, với niềm quan hệ vô biên của đại chúng, chúng con toàn thể Phật tử với cả tất cả lòng thành trên nhân cúng dường pháp bảo tịnh tài tịnh Phật lên mười phương Tam Bảo, dưới có chư tôn tịnh đức lân mẫn chứng minh. Chúng con nguyện đem công đức này cầu nguyện cho Phật Nhật Tăng Huy, pháp luân thường chuyển, phong điệu võ thuật quốc thế nhân an, Phật pháp được trường tồn mãi mãi ở thế gian để làm lợi lạc khổ tình. Nguyện trên chư tôn tịnh đức pháp thể được vô lượng tinh an, Huệ Đăng thường chiếu đạo quả viên thành, mãi là bậc đạo sư che chở chúng con, là ngọn đuốc trí tuệ soi sáng lòng chúng con, đưa chúng con đến bờ giải thoát. Chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, kẻ còn được nhuần mưa pháp, nguyện tu trì, kẻ qua đời thì ác đạo xa lìa, chóng thành đạo quả. Chúng con lại nguyện hồi hướng công đức này đến toàn thể quý Phật tử nơi đây, cũng như quý vị thiện tri thức, quý Phật tử trong và ngoài nước đã phát tâm Bồ Đề cúng dường tịnh tài tịnh Phật, được thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, thường được kiết tường xa lìa mọi khổ ách, tinh tấn tu hành khi viên mãn được thánh chúng Tây Phương tiếp độ, ngưỡng mong trên thường trụ mười phương Tam Bảo chứng minh, dưới chư đại đức tăng mẫn cố nạp thọ cho hàng Phật tử chúng con được ăn chiêm công đức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hiện tọa đạo tràng Ta Bà giáo chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại chứng minh. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cố Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Đại Bồ Tát Tát Đại chứng minh. Kính thưa các bạch chư tôn đức tăng trưởng đoàn cùng tất cả quý nam nữ thiện tín Phật tử của đạo tràng niệm Phật giảng sanh, thật là duyên lành thù thắng. Hôm nay Phật tử được trở về câu hỏi về chùa Quan Âm Cát để cùng nhau tu tập dân mừng đến ngày thánh đản viết Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Thay mặt đạo tràng, thầy gửi lời tán thán công đức thiện lành mà các vị vẫn gìn giữ phát huy những Phật sự để cho được viên mãn, thì đó là cái tấm lòng hộ trì Tam Bảo tiến tu của tất cả hàng nam nữ Phật tử chúng ta. Chúng ta đầy đủ nhân duyên trong vô lượng kiếp đời này, chúng ta được gặp Phật, gặp Pháp, gặp Tăng. Tuy là chúng ta cách Phật rất xa, nhưng mà chúng ta vẫn còn duyên kiên cãi. Để giờ đây chúng ta vẫn mãi là con của Phật, noi vào, nương vào uy đức của Phật, của Pháp, của Tăng để chúng ta được trưởng thừa cái ân đức Tam Bảo mà tiến tu cho đến viên mãn. Thật là hữu duyên khi Đức Bồ Tát Quan Thế Âm Ngài lại là một vị Đại Bồ Tát thường hằng hành hạnh lắng nghe, thường đem tâm từ bi soi vào cõi thế gian đầy đau khổ này. Chúng ta là những người con của Phật cũng như là người con của Ngài, được trở về mừng nhân Ngài Thánh Thế Bồ Tát, nghĩa là chúng ta có cơ hội vun bồi tâm từ bi, vun bồi đức hạnh để chúng ta mỗi người đều học theo hạnh của Ngài, nương lên đức từ của Ngài. Chúng ta là mỗi một cái niềm hạnh phúc, một đóa hoa nở giữa cuộc đời quế trường đau khổ này. Và một lần nữa, thầy thay mặt cho toàn thể đạo tràng quan cái tán thán công đức lành mà quý Phật tử làm, nguyện rằng quý vị đời đời kết Bồ Đề duyên, một kiếp tu nhân để thực hành Phật quả viên thành. Và chúng ta cũng mãi thắp sáng ngọn đèn hộ trì cái chánh pháp được trường tồn ở thế gian này, đó là một cái công đức rất lớn.
và một lần nữa nguyện cầu cho tất cả Phật tử thoát khỏi sự khổ thân khổ tâm, cũng là nương vào công đức này người sống được an lành, người mất điện siêu sanh thoát hóa về cảnh giới an lành, đời đời tiếp tu đến thành Phật quả. Giờ này trước đàn thiền thánh lễ Bồ Tát quý vị hay lễ Phật để tam bảo chứng minh cho trọn phần công đức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát Tát Đại chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Trên chư tôn đức tăng đã từ bi nạp thọ lòng thành của chúng con, lại còn dạy cho những lời sắp tấn Phật tử chúng con để làm hành trang trong bước đường tu học để cầu quả vị giác ngộ. Chúng con xin nương theo lời Phật dạy mà phụng hành. Giờ này chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bảo tam bái. Như tâm đảnh lễ tất cả các đức Phật tôn pháp hiện thánh tăng ba đời thường trụ trong mười phương tam bái. Kính thỉnh đại chúng hồi hướng. Nguyện Nam mô Quan Thế.
nơi.